Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 15 tháng 11 năm 2023 do đội ngũ ban biên tập Epoch Time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu ngăn chính phủ đóng cửa Barack Obama nhận đòn đánh mới Mỹ bất ngờ khoảng kế hoạch mang dấu ấn của Biden gây trước thềm APEC. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, ngày 14 tháng 11, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời do Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đề xuất nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa. Dự luật sẽ gia hạn nguồn tài trợ của chính phủ đến giữa tháng 1, hiện đang được chuyển đến Thượng viện, nơi các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đã lên tiếng ủng hộ. Dự luật chi tiêu tạm thời mới cần được thông qua ở cả hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát và thượng viện nằm trong tay của đảng Dân chủ trước khi được đưa đến bàn Chu Biden để có thể ký thành luật. Nếu không được thông qua, chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa lúc 23 giờ 59 phút ngày 17 tháng 11. Dự luật chi tiêu tạm thời sẽ mở rộng nguồn tài trợ của chính phủ ở mức hiện tại đến năm 2024 giúp các nhà lập pháp có thêm thời gian để xây dựng các dự luật chi tiêu chi tiết bao gồm mọi thứ từ quân đội đến nghiên cứu khoa học. Một số đảng viên cộng hòa thuộc cánh hữu của đảng cho biết họ thất vọng vì nó không bao gồm việc cắt giảm mạnh chi tiêu và các biện pháp an ninh biên giới mà họ tìm kiếm. Dự luật được hạ viện thông qua với 209 phiếu của Đảng Dân chủ và 127 phiếu của Đảng Cộng hòa, trong khi 93 đảng viên Cộng hòa và hai đảng viên Đảng Dân chủ bỏ phiếu chống dự luật của ông Johnson là tiếp tục cung cấp ngân sách cho các cơ quan và chương trình chính phủ theo hai giai đoạn. Thứ nhất là giai hạn tài trợ cho xây dựng quân đội, phúc lợi cho cựu chiến binh, giao thông vận tải, nhà ở, phát triển đô thị, nông nghiệp, cơ quản lý thực phẩm và dược phẩm, cũng như các chương trình năng lượng và nước cho đến ngày 19 tháng 1 năm 2024. Thứ hai là nguồn tài trợ cho tất cả các hoạt động liên bang khác, bao gồm cả quốc phòng đến ngày 2 tháng 2 năm 2024. Đề xuất không bao gồm viện trợ bổ sung cho Israel và Ukraine. Đây là các tiếp cận hiếm khi được áp dụng đối với chi tiêu liên bang tạm thời. Thông thường, các nhà lập pháp kéo dài thời hạn cung cấp ngân sách đến một ngày nhất định cho tất cả các chương trình. Barack Obama nhận đòn đánh mới Mời quý vị cùng bóc mẽ sự thật mới về ác ma Barack Obama. Quý vị thân mến, ông ta đã đưa nước Mỹ đi sâu vào các lãnh thổ mờ ám của cánh tả khi còn là tổng thống, tiếp quản hệ thống chăm sóc sức khỏe của quốc gia, chỉ trích những người theo đạo cơ đốc là những người bám víu vào kinh thánh của họ và tuyên bố với thế giới rằng nước Mỹ không còn là một người theo đạo cơ đốc nữa. Ông ta cũng tự quảng cáo mình là người ủng hộ tự do ngôn luận, tự gọi mình là người gần như theo chủ nghĩa tuyệt đối trong tù chính án thứ nhất. Jonathan Turley, giáo sư luật tại Đại học George Washington, người đã nhiều lần làm chứng trước Quốc hội về các vấn đề hiến pháp, nói rằng điều đó hoàn toàn vô lý. Ông ấy thậm chí còn đại diện cho các thành viên của Quốc hội trong các cuộc đấu tranh tại tòa án. Turley giải thích trong một chuyên mục, trong khi tuyên bố mình là một người theo chủ nghĩa chuyên chế, gần theo tu chính án thứ nhất, Obama đã ủng hộ việc kiểm duyệt rộng rãi trên mạng xã hội và kêu gọi giới truyền thông đưa tin tức để giáo dục công dân tốt hơn và định hình dư luận. Đối với những người trong chúng ta thuộc cộng đồng tự do ngôn luận, những quan điểm đó khiến cho tuyên bố thường xuyên của Barack Obama trở thành điều hoàn toàn vô nghĩa. Ông giải thích, trong một cuộc phỏng vấn với tổng biên tập The Verges, Nilay Patel, Barack Obama một lần nữa tuyên bố rằng ông gần như là một người theo chủ nghĩa chuyên chế theo tù chính án thứ nhất, mặc dù đã ủng hộ việc kiểm duyệt trong nhiều năm, bao gồm cả những nỗ lực của Liên Hợp Quốc nhằm hình sự hóa những lời chỉ trích tôn giáo trên quy mô toàn cầu. Có những khía cạnh trong các nhiệm kỳ của Obama mà tôi đã ca ngợi, nhưng thành tích về tự do ngôn luận của ông ấy không phải là một trong số đó trên thực tế obama đã ủng hộ một phong trào tại liên hợp quốc sẽ hình sự hóa trên toàn thế giới bất cứ điều gì mà người hồi giáo coi là tuyên bố xúc phạm muhammad vào thời điểm đó nhiều đề xuất đã được đưa ra để coi một cơ đốc nhân là tội phạm nếu người đó nói rằng muhammad không phải là nhà tiên tri của allah hay điều gì đó tương tự Phong trào chung đã thất bại, mặc dù những cuộc truy tố đó vẫn diễn ra cho đến ngày nay ở các quốc gia có đa số người Hồi giáo. Obama tuyên bố ông không tin rằng ngay cả những lời nói xúc phạm cũng nên được chính phủ quản lý. Điều đó gần như giống hệt với những tuyên bố trước đó rằng tôi khá thân với một người theo chủ nghĩa truyền chế theo tù chính án thứ nhất khi ông ta tranh luận về việc kiểm duyệt mạng xã hội. Đáng chú ý là Barack Obama tránh tự nhận mình là người gần như chuyên chế về sự tự do ngôn luận. Sự khác biệt là chìa khóa để Obama và những người khác ủng hộ việc kiểm duyệt rộng rãi, trong khi đạo đức báo hiệu rằng họ khoan dung với các quan điểm đối lập. Tu chính án thứ nhất không đồng nghĩa với tự do ngôn luận, nó chỉ là một hạn chế đối với hành động của chính phủ. Như các nhóm như ACLU nhấn mạnh, việc kiểm duyệt của các công ty tư nhân cũng là một cuộc tấn công vào quyền tự do ngôn luận, quyền không thể thiếu. Mối đe dọa lớn nhất hiện nay đối với tự do ngôn luận là sự liên minh giữa các lợi ích chính phủ, học thuật và doanh nghiệp trong việc kiểm duyệt ngôn luận. Ông Terry cáo buộc rằng Obama hoàn toàn nhận thức được các sắc thái. Trên thực tế, Obama đã nói, Tôi chính án thứ nhất là sự kiểm tra quyền lực của nhà nước. Nó không áp dụng cho các công ty tư nhân như Facebook hay Twitter, cũng như là không áp dụng cho các quyết định biên tập của New York Times hoặc Fox News. Thưa quý vị, chưa bao giờ có, các công ty truyền thông xã hội đã đưa ra lựa chọn về những gì được phép hoặc không được phép trên nền tảng của họ và cách nội dung đó xuất hiện như thế nào. Cả hai đều rõ ràng thông qua kiểm duyệt nội dung và ngầm thông qua các thuật toán. Nhưng thực ra, Tully cảnh báo, Barack Obama không phải là người bạn của cộng đồng tự do ngôn luận. Nỗ lực trốn tránh hoặc là làm xáo trộn vấn đề này là điều thường thấy trong thời kỳ phản đối tự do ngôn luận hiện nay. Tuy nhiên mức độ tham gia và hỗ trợ của chính phủ đối với các chương trình kiểm duyệt doanh nghiệp này có thể vi phạm ngay cả tù chính án thứ nhất bằng cách là tạo ra các tiếp cận kiểm duyệt bằng cách thay thế. Sau đó, đó chính xác là những gì tòa án liên bang phát hiện ra khi ban hành lệnh cấm chính quyền. Chánh án Hoa Kỳ Terry Adelstein nhận thấy rằng bằng chứng phần lớn cho thấy sự vi phạm có hệ thống đối với tù chính án thứ nhất của chính quyền Biden. Ông lưu ý đến kết luận của Doughty rằng chính phủ đảm nhận một vai trò tương tự như bộ sự thật của Aurelian. Mỹ bất ngờ khoảng kế hoạch mang dấu ấn của Biden ngay trước thềm APEC. Thưa quý vị, tuần trước, Tòa Bạch Ốc đã gửi một thông điệp khẩn cấp tới các nhà đàm phán thương mại ở San Francisco khi họ đang chạy đua để đạt được một thỏa thuận với 13 quốc gia thuộc vành đai Thái Bình Dương. Những người nắm được tình hình cho biết yêu cầu của tòa Bạch Ốc đó là giảm tốc quá trình đàm phán. Thưa quý vị, điều này đã đặt ra một câu hỏi về cam kết của Joe Biden đối với kế hoạch thương mại mang dấu ấn của ông, khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng thưa quý vị ông joe biden đưa ra ipef như là một cách tiếp cận thương mại mới không phải như là một thỏa thuận truyền thống nhằm giảm thuế quan và tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho tất cả các quốc gia mà là thỏa thuận về áp dụng những tiêu chuẩn chung cho mọi thứ từ năng lượng sạch đến giao dịch kỹ thuật số Tuy nhiên, kế hoạch này khiến cho một số thành viên cùng với đảng Dân Chủ lo ngại, cho rằng IPEF có thể không thuận lợi đối với Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử năm 2024. Một số thành viên thuộc đảng Dân Chủ, trong đó có Cố vấn An ninh Quốc gia Jesse Sullivan, vẫn lo ngại về cách Tổng thống Donald Trump phản đối thỏa thuận thương mại dấu ấn của Barack Obama, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP để chiến thắng trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2016. Ngay sau khi nhận trước Tổng thống Trump đã rút khỏi TPP vì cho rằng thỏa thuận này không có lợi cho người lao động và các ngành công nghiệp của Mỹ. Vào tuần trước, ông Scott Brown, một trong những thượng nghị sĩ Đảng dân chủ đang muốn tranh cử vào năm 2024, gọi điện cho ông Sullivan để bày tỏ quan ngại sâu sắc về kế hoạch của Biden nhằm công bố những tiến triển lớn về đàm phán IPEF nhân dịp diễn ra tuần lễ cấp cao APEC trong tuần này lãnh đạo đa số thượng viện Joe Schumer cũng đã nhắc nhở về tác động chính trị tiềm ẩn khi nỗ lực cho một thỏa thuận thương mại như vậy vào thời điểm chỉ còn chưa đầy một năm nữa sẽ đến cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo. Sâu áp lực của những thành viên trong đảng dân chủ, tòa bạch ốc chỉ đạo các nhà đàm phán tại San Francisco giảm tốc độ đàm phán, khiến cho những người trực tiếp đàm phán cảm thấy bối rối. Mới hai tuần trước, đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai Hứa sẽ có thông báo quan trọng tại APEC. Bà nói trong chương trình của CNBC rằng, "Chúng tôi đang mong muốn công bố một số kết quả trên các trụ cột của IPEF và chúng tôi sẽ rất vui mừng được chia sẻ với mọi người." Ngày 12 tháng 11, các nhà đàm phán Mỹ thông báo với những người đồng cấp của họ tại APEC rằng, thỏa thuận sơ bộ về trụ cột 1 bao gồm các phần về thương mại kỹ thuật số, bảo vệ lao động và môi trường sẽ chưa thể đạt được Cuối cùng thì một lời kết, Emily và cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Time. Kính chúc quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an.